Thưa quý vị và các bạn, trong buổi sáng nay, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Việt Nam cho biết, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Trước đó, vào 18 giờ ngày hôm qua, ngày 26 tháng 2, Việt Nam đã ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 4 ca ở Hải Dương và 1 ca tại tỉnh Đồng Tháp. Thông tin 5 ca mắc mới được ghi nhận trong nước tại Hải Dương và Đồng Tháp cụ thể như sau. 4 ca được ghi nhận trong nước tại Hải Dương, 1 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp. Trong đó, 4 ca ghi nhận tại Hải Dương đều là các trường hợp F1 đã được cách ly trước đó. Hiện một ca bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện giải chiến số 1, trung tâm y tế thành phố Chí Linh và hai bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện giải chiến số 2, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và một bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện giải chiến số 3, Đại học Sao Đỏ cơ sở 2. Các bệnh nhập cảnh tại tỉnh Đồng Tháp ghi nhận một ca bệnh nhập cảnh là nữ 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Thế Lai, thành phố Cần Thơ. Bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở về quyền Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp vào ngày 23 tháng 2 năm 2021 đã được phát hiện và chuyển cách ly tập trung ngay sau khi về đến địa phương. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Hồng Ngự.